Đây là Miu, con gái của Minh Đầu Dế và Ngọc. Con Miu đi rất ngạo, em cũng như dễ chứ mà giờ còn này à. Miu, Miu con gái nhỏ của Minh Đầu Dế và Ngọc Hỏa Dẫn. Minh Đầu Ghế và Ngọc Hỏa Dẫn đúng không? Không Ngọc. Dạ. Ngọc có Hỏa Dẫn luôn không? Có, Hỏa Dẫn. Hỏa Dẫn. Trời, đại gia đình Hỏa Dẫn. À, con trai gia đình Mỏ Dẫn cưới vợ về lựa hai ba con Mỏ Dẫn. Trời ơi ngộ được chứ, làm như lấy cái mỏ hộp là nó sáp lại hay gì á, cái hộp sao cái hộp sao hộp ha. Rồi giờ đẻ ra Miêu Mỏ Dẫn luôn. Minh Đầu Dế và Ngọc Mỏ Dẫn sinh ra Miêu Mỏ Dẫn rồi.